Xin chào mọi người. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói sơ qua về khẩu súng có tên gọi là Desert Eagle 50 AE. Trong thị trường dân sự, cái cỡ đạn 50 AE là một trong những cái cỡ đạn lớn nhất mà những khẩu súng ngắn có thể bắn được. Đương nhiên sẽ có những cái cỡ đạn lớn hơn, nhưng cái cỡ đạn .50 inch á, tức là 12.7mm, là cái cỡ đạn hợp pháp mà thị trường dân sự có thể mua và sử dụng mà không phải làm quá nhiều giấy tờ hoặc là làm những cái thủ tục rắc rối khác. Thì khi nói về cái cỡ đạn .50 inch đó, thì nó sẽ có những cỡ đạn như là 50 AE của cái cây Desert Eagle này, 500 Smith & Wesson của hãng Smith & Wesson, hay là cái cỡ đạn .50 của cây Glock. Thì đó là những cái cỡ đạn tiêu biểu mà chúng ta thường hay thấy. Thì khi nói về cái cây Desert Eagle này đó, nó được làm bởi cái hãng đây, Magnum Research. Nó có thêm chữ INC nữa, thì người ta thường viết tắt là MRI. Khi mình mua cái súng này á, thì nó sẽ nằm trong cái hộp như thế này. Đây là cái súng. Cái túi đựng súng có in cái logo và cái chữ Desert Eagle, nhìn khá là đẹp. Và những cái phụ kiện khác nó sẽ nằm bên dưới đây. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta có thể coi sơ qua cái cách mà sử dụng súng, tháo ráp súng và vệ sinh súng nằm bên trong đây hết. Ngoài ra thì cũng có một số mẫu súng ở phía đằng sau. Đây là cây Baby Eagle. Còn đây là cây Rulo của hãng Magnum Research. Đây là cái đĩa hướng dẫn sử dụng. Bên cạnh cuốn sách thì chúng ta cũng có cái đĩa. Bởi vì mình không có cái đầu DVD để đọc cái này á, thì nên mình không có xài tới. Đây là ổ khóa súng. Còn cái cây này á, là chúng ta sử dụng nó trong quá trình vệ sinh súng và tháo ráp súng. Còn mấy cái linh tinh thường dạng này thì không có quan trọng lắm, mình sẽ không nói tới. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ những cái thứ này sang một bên và bắt đầu với cây súng. Thì như mình đã đề cập từ ban đầu, cái hãng Magnum Research INC, họ làm ra cái súng này, họ thiết kế ra cái súng này, nhưng họ không có sản xuất nó với số lượng lớn. Mà họ đưa cái bản thiết kế của cái khẩu súng này cho cái hãng súng khác, có tên gọi là Israel Military Industry, viết tắt là IMI. Thì cái hãng súng này họ vừa sản xuất cây súng mà họ vừa nâng cấp cho cây súng nữa. Cho nên khi chúng ta nói về cái hãng sản xuất ra cây súng này á, nó sẽ bao gồm cái hãng thiết kế là hãng Magnum Research, nhưng mà cái hãng làm ra cây súng và cái hãng đã nâng cấp cây súng này lên đó là Israel Military Industries. Sau đó thì cái hãng Magnum Research này đó, họ mới bán cái công ty đó cho một cái hãng súng lớn hơn có tên gọi là Car Arms. Và hiện nay Car Arms là cái công ty hiện đang sở hữu cái tên Magnum Research và cái bản thiết kế và cái quyền sở hữu của cái dòng súng Desert Eagle này. Bên cạnh cái cây Desert Eagle này á, thì cái hãng Magnum Research còn làm ra một cái dòng Rulo có tên gọi là Magnum Research. Đây là cái hình của nó. Và cái dòng súng ngắn á, cái dòng súng lục hoặc là cái dòng 1911 á, họ sẽ làm cái cây súng có tên gọi là Baby Eagle. Đa số sẽ là cái cỡ đạn 9mm. Cái cây này của mình á, là bằng cái cỡ đạn là 50 AE. Bên cạnh đó đó thì người ta cũng có dùng những cái cỡ đạn khác, ví dụ như là 44 Magnum hoặc là 357 Magnum của những cây Rulo. Khi nói về cái những cái phiên bản khác của cái dòng súng Desert Eagle này á, chúng ta sẽ có những phiên bản đời đầu sẽ là cây Mark 1. Đối với cây Desert Eagle Mark 1 á, thì nó sẽ được làm với 3 phiên bản. Một á, là cái súng nó sẽ được làm bằng thép. Hai á, nó sẽ làm nó bằng thép không rỉ. Và ba sẽ làm bằng hợp kim nhôm. Đó là ba loại chính. Và hiện nay á, thì cái dòng Mark 1 đó, nó là dòng đời đầu, cho nên nó không còn được sản xuất nữa. Và sẽ rất là khó kiếm trên thị trường ngày nay. Cái dòng Mark 1 sẽ bắn được những cái cỡ đạn như là 357 Magnum và 44 Magnum. Còn cái dòng Mark 7 á, là cái dòng nâng cấp của dòng Mark 1. Nó bắn được cái cỡ đạn 357 Magnum, 44 Magnum và bên cạnh đó là cái đạn 41 Magnum. Trước khi người ta ra cái phiên bản tiếp theo của Desert Eagle á, thì cái Mark 7 nó vẫn bắn được cái cỡ đạn là 50 AE. Và sau này họ mới là chuyển qua cái dòng tiếp theo là Mark 19, là cái cây này nè. Cái Mark 19 á, đa số nó sẽ bắn cái cỡ đạn là 50 AE. Đối với chiều dài của những cái nòng súng á, thì cái cỡ đạn 357 Magnum và 44 Magnum nó sẽ có cái chiều dài là khoảng 6 inch, 10 inch và 14 inch. Nhưng còn cái cỡ đạn 41 Magnum á, thì nó chỉ có hai cái chiều dài, đó là 6 inch và 10 inch. 357 Magnum, 44 Magnum và 50 AE là ba cái cỡ đạn phổ biến nhất cho những cái dòng Desert Eagle hiện nay.
Mà đối với dòng Mark 19 thì cái dòng Mark 19 đó, nó sẽ bắn được cơ đàn là 357 Magnum, 44 Magnum và cái cơ đàn là 429 DE. Cái cây Desert Eagle bắn cái cơ đàn là 429 DE đó thì nó được là sản xuất vào năm 2018. Đây là cái phiên bản khá là khó kiếm, cái thứ nhất. Cái thứ hai là viên đạn của nó cũng rất là khó kiếm. Người ta làm ra cái viên đạn này với mục đích đó, là nó sẽ có cái tốc độ bắn nhanh hơn so với cái viên đạn 50i. Một cái viên đạn 50i bình thường nó có thể bắn được khoảng là 450m trên giây cho tới 470m trên giây, là cái vận tốc của viên đạn. Nhưng cái viên 429D á, cái tốc độ bay của viên đạn sẽ rơi vào khoảng là 495m trên giây, là khoảng gần 500m trên giây. Bên cạnh đó thì cái cây Desert Eagle 19 này cũng có thể bắn được cái cơ đạn có tên gọi là 440 Carbon. Cái đạn này nó khá là khó kiếm cho nên mình chỉ để cái hình và những thông số cơ bản thôi, chứ mình sẽ không nói sâu về nó bởi vì đây là cái phiên bản ngay cả mình cũng chưa từng thấy nó luôn. Mình thấy nhiều nhất là 50i, 357 và 44 Magnum. Ngay cả cái cơ đàn là 429 mình cũng hầu như chưa từng thấy nữa. Nên cái cơ đàn 429 Desert Eagle thì là cơ đàn 440 Carbon Caliber. Hai cơ đàn đó nói chung là khá là khó kiếm, nên nó không được thông dụng cho lắm. Còn khi mà nói về thiết kế của những cái dòng sau này á, thì khi mà bạn nhìn vào cái Desert Eagle nó sẽ có những cái điểm khác biệt. Thứ nhất là ngay chỗ đây, cái tay cầm này của mình là thẳng từ trên xuống dưới, nhưng có một số cái tay cầm sẽ có cái đường cong ở đây để chúng ta đưa cái ngón tay vào, những cái rãnh nó sẽ bù vào những cái rãnh của cái ngón tay của chúng ta. Cái khác biệt thứ hai là ngay chỗ này nó sẽ có những cái rãnh giống như trên đây nè, người ta hay gọi là cái rail, chúng ta gắn đèn hoặc là laser. Cái điểm khác biệt thứ ba đó là ở trên đây, một số cây Desert Eagle khác họ sẽ có những cái rãnh ngay đây. Chức năng của những cái rãnh đó là để nó thoát cái hơi ra khi viên đạn nó bắn á, thì cái hơi sẽ thoát ra, và công dụng của nó tương tự như những cái đầu giảm giật. Đó là các khác biệt cơ bản của những cái cây Desert Eagle 19. Bên cạnh những cái khác biệt cơ bản về ngoại hình đó đó thì cái màu sắc và cái lớp phủ để bảo vệ cây súng cũng khác biệt luôn. Nó được phủ là một lớp bằng dầu và sáp, người ta gọi là black oxide. Lớp này có chức năng bảo vệ cái nòng súng không bị tác hại của môi trường, ví dụ như là móc hay là rỉ sét rồi nọ, thì lớp này có chức năng bảo vệ. Một số cây khác thì nó sẽ được làm bằng thép không rỉ, hoặc là nó sẽ mạ chrome hay là mạ vàng hoặc bạc, hay là nói chung là thêm mạ những cái kim loại khác lên để giúp cái cây súng nó đẹp hơn. Nhưng mà khi mà bạn sử dụng những cái phiên bản như là thép không rỉ á, hoặc là mạ vàng á, thì khi bạn cầm cây súng lên á, cái tay bạn phải sạch, chứ nếu không là nó sẽ dính cái đường vân tay hoặc cái dấu tay của bạn vào, và phải lau chùi nó thường xuyên nữa. Đối với những cái lớp đó đó, bạn phải đánh một cái lớp bảo vệ lên, chứ nếu không á, lâu ngày á, những cái cây như là thép không rỉ hay là mạ vàng á, nó sẽ dễ bị trầy hoặc là nó sẽ bị bay màu. Khi nói về cái cỡ đạn, như mình đã nói, ba cái cỡ đạn 357 Magnum, 44 Magnum và cái cỡ đạn 50i là ba cái cỡ đạn mà chúng ta thường thấy nhất khi mà chúng ta bắn những cái cỡ đạn đó đó. Đây, cái súng không có đạn. Bây giờ, đây, khi mà bạn có một cây Desert Eagle, cái cơ đạn là 50A, mà bạn muốn bắn những cái cơ đạn khác là 44 Magnum hay là 357 Magnum, thì bạn cần thay những thứ như sau. Đối với cái cơ đạn là 44 Magnum và 50A á, hai cái cỡ đạn đó nó tương tự nhau. Mình sẽ cho mọi người xem cái viên đạn nó như thế này đây. Đây là viên đạn 50A, còn đây là viên đạn 44 Magnum. Là cái cỡ đạn. Hai cái viên đạn này á, nó sẽ là hơi giống nhau ở chỗ đây. Người ta thiết kế hai cái chỗ này nè, hai cái đế dưới đây, chỗ mà đây là cái chỗ mà cái bệ có nòng nó giữ, nó lôi cái viên đạn, đúng hơn là nó sẽ lôi cái vỏ đạn ra ngoài khỏi cái cây súng. Thì khi mà người ta thiết kế á, thì hai cái đế dưới đây nè, nó có cái đường kính, nó có kích cỡ tương tự nhau. Cho nên nếu như bạn có một cây, ví dụ như đây là cây 50i á, mà bạn muốn đổi sang cái cơ đạn là 44 mét nè, bạn diệt hai cái nòng súng, cái băng đạn, thì chúng ta có thể bắn được cái cơ đạn khác. Ví dụ như mình có cái cơ đạn là 50i như là cây này á, mà mình muốn chuyển sang cái cơ đạn là 44 mét nè, mình diệt hai cái nòng súng, cái băng đạn là có thể bắn được rồi. Nên hai cái cơ đạn đó có thể thay đổi qua lại với nhau đều được. Còn đối với cái cơ đạn là 357 Magnum á, thì bởi vì cái đường kính của cái đế này nè, nó sẽ nhỏ hơn so với hai viên đạn này, cho nên chúng ta buộc phải thay thế nòng súng, bệ khóa nòng
và cả cái băng đạn. Đó là ba cái chúng ta cần phải thay. Còn đối với 50A và 44 Magnum, chỉ cần thay thế hai cái nòng súng và băng đạn là được rồi. Đó là nói về sơ về khẩu đạn. Còn nói về cách sử dụng á, nghĩ cái cây này nó khá là nặng. Nhưng đã nói cây này không có đạn bên trong cho nên bây giờ mình sẽ thả nó ra một chút như thế này. Đầu tiên á, cái khối lượng của cây súng này nó rơi vào khoảng là gần 2 kg. Nếu như bạn nạp đầy đạn vô luôn á thì mình nghĩ là hơn 2 kg một chút. Nó rất là nặng cho nên khi mà bắn á, mặc dù viên đạn này mà thấy nó rất là bự, thuốc súng nó nhiều, nhưng mà cái độ giật của nó sẽ tương đối là dễ kiểm soát. Nó sẽ có cái độ giật nhưng mà nó không phải là quá mạnh. Đây là cái chốt an toàn. Khi mà chúng ta thấy cái màu đen này á, tức là đang ở chế độ an toàn. Bạn hãy bóp cò. Nhưng mà cái cò mổ này nè, nó không có di chuyển. Cái cách thức hoạt động của nó tương tự như cái cách thức hoạt động của cái cây súng 1911. Khi bạn bóp cò đó, cò mổ này sẽ đập vào bên trong. Nó sẽ đập vào cái kim hỏa và kim hỏa nó sẽ đập vào cái đế của viên đạn. Đây. Đây là cái cò mổ nè, đây là cái cò. Mình có thể bóp cò một cách bình thường. Nhưng mà nó không có di chuyển cái cò mổ. Mà khi chúng ta bật lên như thế này á, chúng ta bóp cò đó, cò mổ nó sẽ di chuyển. Bởi vì cái súng không có đạn nên mình có thể bóp cò nha. Đây. Đó, nó rất là nhẹ. Cái súng này chỉ có thể bắn ở chế độ là single action thôi. Nhưng mà nó sẽ là bắn bán tự động. Cái đầu ngắm á, thì nó mình khá thích cái đầu ngắm của cây súng này. Dù cây súng nó khá là bự nhưng mà cái đầu ngắm rất là dễ nhìn. Bởi vì cái rãnh nhỏ này nè. Cái rãnh này nó có cái kích thước gần như là bằng với cái đầu trên đây. Cho nên khi bạn nhìn vào á, mình canh nó ngay là bạn bắn thôi. Nó không có rãnh hở hai bên cho nên rất là dễ ngắm. Cái nút này á, là khi mà chúng ta kéo băng đạn vào phía sau như thế này nè. Cho nên rút cái băng đạn ra, chúng ta kéo cái súng hết về luôn á, như thế này. Cái này sẽ giữ cái súng lại như thế này nè. Giống giống như của cây Glock như là cây 1911. Theo nghĩa nó sẽ giống với cây 1911 nhiều hơn. Cái nòng súng sẽ bị khóa lại, còn cái slide phần trường này sẽ rời ra phía sau. Trong video này thì mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Còn cách tháo ráp cây súng này á, mình sẽ giới thiệu trong video tiếp theo, là bởi vì cách tháo cái súng này ra nó sẽ phức tạp hơn nhiều so với những cái cách tháo cái súng bình thường. Ngoài ra thì trên đây nó có cái rail để bạn gắn với cái như là red dot. Bạn hãy gắn cái red dot nhỏ trên đây để bạn ngắm cũng được. Thì đó là về cơ bản thôi. Bên đây á, thì nó sẽ có dòng chữ là Desert Eagle Pistol Made in USA. Còn bên đây thì sẽ là Magnum Research Inc. Là cái tên của cái hãng đã thiết kế ra cái súng này. Mặc dù bây giờ cái hãng súng này đã bị bán cho cái hãng khác rồi, nhưng mà người ta vẫn để cái thương hiệu của nó. Cái tay cầm thì nó sẽ được làm bằng nhựa. Cái chỗ này nè, nó sẽ làm bằng nhựa, cầm nó khá là mềm. Chỗ này có cái logo của hãng Desert Eagle thành con đại bàng. Đây là nút để tháo băng đạn ra. Còn nút trên đây là để bạn sử dụng khi mà bạn tháo cái súng này ra, lúc mà bạn vệ sinh súng á, thì chúng ta dùng cái nút này. Cái tháo súng ra thì rất là đơn giản. Mình sẽ nói về đây trước. Vì chúng ta đã kiểm tra cái súng này không có đạn rồi, cho nên chúng ta tháo ra cách bình thường. Cũng có thể bóp cò, vì cái súng này không có đạn. Vì chúng ta đang ở chế độ an toàn, cho nên chúng ta không thể bóp cò được. Như chúng ta bật lên thế này, đây là bóp cò. Chỉ cần đưa nó xuống một chút như thế này. Để tháo cái súng này ra, chúng ta cần phải mở cái nút này nè. Trước khi mà mở cái nút này á, thì bên đây nó sẽ có cái nút nữa. Mà ấn nó vào, nó sẽ có cái lò xo. Chúng ta ấn lên á, nó sẽ lồi lên như thế này. Cái chốt nó sẽ lồi lên. Đó. Khi mà muốn ấn cái công tắc ở đây á, mà không thể xoay được là bởi vì nó đã bị khóa lại rồi. Thì chúng ta ấn vào cái nút này á, mình sẽ thấy cái chỗ này nó sẽ lồi lên nè. Đó. Mình sẽ ấn lên và đẩy nó xuống. Bước đầu tiên sẽ là kéo nó một chút như thế này. Ấn lên, đẩy cái này xuống. Sau đó nó bung được cái nòng súng ra rồi. Tiếp theo dừng chuột nó về phía trước. Cái súng này sử dụng cái lò xo là lò xo đôi. Thì khi bạn lao súng bình thường á, mình búng ra cỡ này thôi là được rồi. Cái khung dưới, băng đạn, nòng súng, thanh trượt và cái lò xo. Khi mà bạn bung nó ra như thế này á, cái này cái quan trọng nè, cái pistol.
nó hơi bị rớt ra ngoài, cho nên phải giữ nó cẩn thận. Giống như là bạn tháo ra và để nó một bên như thế này. Chứ nếu bạn để lên đây đó, ví dụ như bạn cầm bạn quay quay lại hoặc nó rớt mất á, chẳng có công đi mua nữa. Thì cái súng nó gọn như thế này thôi. Khi mà chúng tháo ra thì súng rất là gọn gàng. Chỉ có một cái là khi mà ráp nó vô lại nó hơi mệt vì những cái phụ tùng nó rất là nặng, cầm nó khá là mỏi tay. Bây giờ mình sẽ ráp nó vô lại. Thì đầu tiên á, trong video tới mình sẽ bung hết toàn bộ cái chỗ này ra, mình nói sơ qua cho mọi người xem luôn. Nhưng mà bây giờ thì chỉ cần coi sơ qua thế này thôi. Chúng sẽ bỏ cái này vào, gắn lò xo. Lò xo sẽ có thanh trồi lên như thế này nè. Đây, nó có thanh trồi lên. Mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn trong video tiếp theo. Video này mình chỉ làm sơ qua thôi. Gắn lò xo vào, sau đó trượt cái slide này vào. Tiếp đó là bỏ cái nòng súng vô. Cái bước bỏ nòng súng vô cũng hơi khó một chút. Đó, chỉ cần như vậy thôi là phải gắn được cái súng vào. Còn bây giờ chúng ta sẽ đem cái súng này ra sân bắn nha. Nói về cái cảm nhận khi bắn á, thì cái súng này có độ giật khá là cao, nhưng mà nó sẽ nằm ở mức bạn có thể kiểm soát được. Đây là mình nói đối với những người mà đã từng bắn qua nhiều cái cơ đạn khác nhau, ví dụ bạn nâng cấp từ từ, ví dụ như là từ 9mm lên đạn 45 ACP, thì bạn lên tới cái đạn này á, nó sẽ không có giật cao. Và cái nhất, cái thứ hai á, là bạn cần phải trải nghiệm qua cái cơ đạn 44 Magnum, rồi bạn hãy nên chuyển sang cái cơ đạn 50i, với cái đạn 44 Magnum á, nó có độ giật cũng khá là cao, gần như là bằng với cây này. Nhưng bởi vì cái cây này á, tuy là cái đạn nó lớn hơn, nhưng mà cái khối lượng của cái cây súng này nó nặng hơn nhiều so với những cây khác. Mình đã bắn qua một số cây rulo của ông chú của mình á, thì những cây mà cái đạn nó như là 44 Magnum, nhưng mà cái cây súng ông chú mình xài như cây Smith & Wesson nó khá là ngắn. Mình sẽ để cái hình ngay đây. Đây đó thì nó rất là nhẹ, khi bạn bắn á, độ giật nó rất là cao vì cái nòng súng nó ngắn, khối lượng cái súng nó nhẹ, nhưng mà cái viên đạn là lớn. Và những cái rulo đó độ giật nó rất là cao và rất là khó để bắn. Như cây này á, một viên đạn nó lớn hơn một chút, nhưng mà cái khối lượng nó lớn, nhưng mà khối lượng của cây súng này là nặng hơn rất là nhiều. Nó lại dẫn tới việc là cái súng này nó sẽ dễ kiểm soát hơn so với những cây súng rulo mà có cái nòng ngắn và cái khối lượng cây súng nhẹ. Thì cái súng này theo như mình nghĩ á, người ta mua về, thứ nhất giống như mình đi thì mình mua về để mình trải nghiệm thôi, bắn cho biết cái cơ đạn 50i nó như thế nào. Chứ nếu mà dùng cái này để mà tự vệ thì cái đó nó giả man quá, vì cái cơ đạn 50i này nó bắn một cái là cái gì cũng chết, chứ đừng nói là con người. Nghĩ cỡ mấy con voi bắn còn chết nữa.
Thì về mục đích thì mình nghĩ là cái nhất cái này bắn cho vui, bắn cho biết cái đạn nó giật cỡ nào. Cái thứ hai á, thì đối với những người mà ta muốn đầu tư nhiều hơn về cái súng này á, cao hơn một chút á, thì người ta có cái cây là thép không rỉ hoặc là cái cây mạ chrome hoặc là những cây mà người ta mạ vàng á, thì nó có giá khoảng 2.500 thôi chứ không có nhiều. Cái cây này mình mua là nó tầm khoảng là 1.600. Khi mà mình mua cái này xong á, thì mình mới biết là cái lúc mà giá bình thường của cây này á, người ta có cái cây súng này là cái cơ đạn ví dụ như là 50i đi, thì người ta có thêm một cái nữa là cái nòng súng và cái băng đạn của cái cơ đạn 44 Magnum. Thì cái thời điểm mà trước khi xảy ra dịch thì nó sẽ có giá là khoảng 1.750 đô, là nó sẽ có một cây 50 AE Desert Eagle và cái nòng súng và cái băng đạn bắn được cái đạn 44 Magnum. Tức là mình có một cây súng và hai cái nòng súng, hai cái băng đạn để mình gắn được hai cơ này khác nhau, giá là khoảng 1.750. Còn những lúc dịch, trong cái lúc dịch này thì mình mua cái này với giá là 1.650, chỉ bắn được cái cơ đạn này thôi. Nhưng mà khi bạn ra ngoài bạn mua cái nòng súng và cái băng đạn thêm á, cái nòng súng và cái băng đạn bắn cái cơ đạn khác á, thì nó sẽ rơi vào khoảng là 650, tầm 550 tới 650 tùy theo cái shop mà bạn kiếm được. Và khi mà bạn mua đó, những cái nòng súng mà có những cái rãnh ở đây để giảm giật á, sẽ để cái hình cho mọi người thấy, thì nòng súng nó sẽ mắc hơn một chút, như khoảng 1-200 đô á, thì mình cũng nhớ rõ lắm, nhưng nó sẽ khoảng nó tầm đó. Thì như mình đã nói, cái này một là mua về bắn chơi, hai á, là bạn sẽ đầu tư nó, nhưng mà bạn giữ làm của riêng, đồ trang trí, đồ lưu niệm này nọ đó, thì bạn mua những cây mắc tiền hoặc là những cây mà người ta gọi là custom á, thì cái đó sẽ mắc hơn, nó có giá trị cao hơn. Thì đó, mình nghĩ đó là hai lý do người ta mua và sở hữu cây Desert Eagle này. Ngoài ra thì đa số chúng ta thấy cây súng này là trên phim ảnh là nhiều, chứ ngoài đời chả ai bao giờ, chứ ngoài đời thì mình nghĩ chắc chẳng có ai mà lấy cây này để mà đi tự vệ hết, mà cầm chọi người ta thôi là cũng muốn bể đầu rồi, chứ đừng nói là bắn. Nhưng mà nhìn chung cây súng này nhìn nó đẹp, kiểu dáng nó khá là lạ so với cây súng khác, nhất là khi mà kéo cái này nè, mà kéo cái slide trượt về phía sau á, nhìn nó khá là ngầu, nó khác hẳn so với cây súng bình thường. Mình nghe nó cầm lên nó cũng khá là nặng tay, khá là vừa tay cũng khá là đã tay, nói chung là cầm lên khá là đã. Giờ khi mình nghĩ là mình bỏ ra khoảng 16 đó, tuy nó hơi mắc một chút nhưng mà nói chung là cái giá trị mang lại á, thì mình nghĩ đây cái này là đáng. Nếu như bạn thích, bạn muốn cây súng này á, thì bạn nên mua nó để trải nghiệm. Còn nếu bạn muốn bắn chơi chơi thì có thể mượn bạn bè để mua bắn thử cũng được, chứ không nhất thiết phải mua cây súng này. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu sơ qua với mọi người về khẩu súng có tên gọi là Desert Eagle 50 AE. Nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi nào, có thể comment bên dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.